Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì sáng nay thấy anh Ngọc, anh làm gì anh dội sớm vậy anh Ngọc? Mới sớm mà, mới sáng hả? Hồi nãy sáng giờ có ai tới chưa? Có, Kim Nga lên. Ai? Kim Nga. Kim Nga hả? Lên làm gì vậy? Đi đâu lên lúc 5 giờ rưỡi. Anh vô là chị còn ở đây không? Vô rồi, đi ra rồi. Vô còn gặp. Anh vô anh gặp Kim Nga luôn. Rồi thấy chị lên đây đốt nhang cậu ha, có làm gì không? Thấy đốt nhang, ai biết đâu, thấy vô rồi, vô thấy rồi, đi ra rồi. Vậy vô trước anh đó hả? Trước. Vô 5 giờ rưỡi là gặp rồi. Rồi. Vô sớm dữ biết vô làm gì. Chắc vô tính làm gì hay gì đó chứ mà sao làm gì đi sớm dữ vậy? Anh vô là anh thấy chị Kim Nga ở đây rồi hả? Đúng rồi. Mày kỳ vậy trời. Vô hỏi nói vô bà đi sớm vậy, nói em đi sớm thì có công việc nữa em đi. Trời kỳ vậy trời. Ta thường thường cũng ít mà cũng phải 7 giờ người ta mới tới chứ sao mà mới có năm mấy bà tới rồi hả? 5 giờ như tới 5 giờ. Đúng là được khiến trong đêm, ý là mình nói á, sáng sớm mở vô 7 giờ 7 mấy mình đi chứ đâu mà đi nằm mấy á. Việc tại nãy nói chị Nga nói là em có việc em đi với bà cậu sớm rồi em đi. Là mới năm mấy mờ tối mờ sáng là bà có mặt ở đây là hả? Trời ơi trời, ghê vậy bà Kim Nga. Trời ơi, bữa nay mới sáng sớm mà chị Kim Nga lên mộ cậu mà cô chú anh chị ơi. Là chị về là cái anh lấy ống nước anh rửa mộ nữa hả? Gì mà đi sớm dữ trời vậy ta. Là sáng không có người nào luôn hả? Mà bữa nào cũng 5 giờ rưỡi luôn. Mà bữa nay có bà Kim Nga vô trước anh luôn. Trời ơi. Chúc kêu gì bên Hoa Viên Tết Cam lại coi. Coi có làm gì mộ cậu không đó. Chứ làm gì đi sớm dữ rồi. À cái hồ qua bà kia bà đem con rồng lên đó. Chắc thấy đem lòng bỏ rồi chứ gì, bữa nay canh lên sớm dám lắm mà. Chắc thấy mình đem lòng bỏ hôm qua đó, lòng đỏ đó hả? Nãy anh có lấy đủ ra mộ cậu không? Vậy là anh ví dụ làm mẫu cậu rồi đúng không Ngọc? Rồi. Mới sáng sớm mà Ngọc vô Ngọc phát hiện chị Kim Nga đâu vô cử hừng sáng cô chú anh chị vô mà không mới có 5 giờ à. 5 giờ sáng là chị Kim Nga có lên đây rồi cô chú anh chị ơi. Ngọc anh thấy vậy anh vô anh thấy chị Kim Nga ở trên mộ cậu nè mà cũng không biết chị làm gì mà chị đi hồi sáng sớm luôn à cô chú. Ngọc thấy vậy ảnh đến đụ ảnh đau mộ rồi ảnh dặn Bùi Hải thôi chút xíu vô đừng lao tại ảnh mới lau rượu của cô chú anh chị với anh xịt nước nè, xịt nước ướt ướt hết luôn vòng vòng xung quanh mộ cậu nè, xịt la tới hoài luôn á cô chú. Trời ơi, hôm qua có cái cô, chị khán giả nào á đem mấy con rồng á cô chú anh chị, lòng mà màu cam đem lên đây nè, đem lên để bàn thờ, trên bàn thờ cậu nè, xong rồi cái mấy anh em mới kêu đem bỏ xuống. Còn bữa nay thì
chị Kim Nga chị lên đâu khử hừng sáng á cô chú anh chị. Giờ đó chưa ai ngủ dậy hết là chỉ có mặt chị đây rồi. Rồi mới sáng sớm 5 giờ. Mày anh Ngọc vô anh Ngọc bắt gặp chị Kim Nga trong mộ cậu Năm á cô chú. Anh Ngọc anh cũng anh Ngọc cũng có nói em là anh đâu lấy lụ anh lau mộ cậu rồi anh dặn thôi đừng bữa nay sáng bữa nay đừng ai lau mộ anh em đừng lau mộ để cho lau lụ rồi có gì chiều lau cô chú. Là anh vô can vô anh gặp chị anh nói chuyện lâu anh Ngọc. Khó hiểu quá. Cũng mong là đừng có chuyện gì ha cô chú anh chị. Chị đi một mình chị ha, đi với ai? Đi 6 người hả? Bữa nay có cái bài gì mà đi chung với bà không? Cái bài gì đó? Tối quá, liễu gì đó là anh vô anh gặp nói chuyện được 2-3 câu rồi chị bỏ chị đi về hả? Rồi kỳ vậy. Có thấy chị xách cái gì không? Không đi cái mình bông thôi. Mình bông của chị đâu? Không ly hả? Ở trên một thợ cậu có gì là lạ không á? À, bình bông ly này đó hả? Bình bông ly này của chị Kim Nga cô chú anh chị ơi. Đầu lên lúc mà trời chưa hừng sáng đó hả? Ngọc này hỏi ảnh bỏ anh đi, hỏi ảnh bỏ anh đi không trời. Bùi Hải cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có trên kênh của Bùi Hải. Tôi Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.